Văn Lâm đưa bạn gái đi ăn cùng huấn luyện viên Park. Thủ môn Văn Lâm cùng bạn gái Yến Xuân và Hồ Tấn Tài ăn trưa cùng huấn luyện viên Park Hang-seo khi nhà cầm quân người Hàn Quốc vào Quy Nhơn dự kháng trận đấu Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo có mặt tại Quy Nhơn để dự kháng trận đấu giữa Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 26 V-League 2022. Nhân dịp này, nhà cầm quân người Hàn Quốc gặp gỡ ăn trưa với hai học trò Đặng Văn Lâm và Hồ Tấn Tài. Văn Lâm dẫn theo bạn gái Yến Xuân, rủ em trai Đặng Văn Mạnh cùng em dâu tương lai người Nga tham gia. Văn Lâm về Việt Nam đầu quân cho câu lạc bộ Bình Định từ tháng 8 sau khi chia tay câu lạc bộ Serio Osaka, Nhật Bản. Bố mẹ và các em của thủ thành Việt Kiều sau đó cũng về Việt Nam sống do tình hình bất ổn ở Nga. Được bạn gái và gia đình ở bên động viên tinh thần, Văn Lâm đạt phong độ cao trong thời gian vừa qua. Văn Lâm giữ sạch lưới 7 trong số 10 trận đấu cùng Bình Định tại V-League 2022. Mang thể hiện ấn tượng của anh góp phần giúp đội bóng đất võ đoạt hạng 3 chung cuộc với 47 điểm, chỉ kém đội Á Quân Hải phòng 1 điểm. Trong trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 19 tháng 11, anh được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho nghỉ ngơi, nhường vị trí cho thủ thành Trần Đình Minh Hoàng. Dù vắng Văn Lâm, Bình Định vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Sau khi V-League 2022 khép lại, Văn Lâm cùng đồng đội tiếp tục chuẩn bị cho vòng bán kết cục quốc gia gặp Thanh Hóa vào ngày 23 tháng 11. Sau đó, anh sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam để tham gia trận giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund, Đức, vào ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội, rồi di chuyển vào Bà Rịa, Vũng Tàu tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên phát triệu tập 31 cầu thủ. Văn Lâm là một trong bốn thủ môn góp mặt bên cạnh Nguyên Mạnh, Văn Hoàng và Văn Toản. Ngày 14 tháng 12, tuyển Việt Nam dự kiến có trận giao hữu cuối cùng gặp Philippines trên sân vận động hàng đẩy trước khi huấn luyện viên phát chốt danh sách dự AFF Cup 2022. Đây là giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng tuyển Việt Nam.